Bây giờ thì tụi em đã tới thị xã Duyên Hải rồi anh chị. Từ đây thì mình ra tới biển Ba Động thì còn khoảng 16 cây số nữa. Hôm nay thì đi gió quá trời gió luôn anh chị, nên là chạy giờ mặt khờ hết trơn. Thẳng luôn ha. Chạy mà gió mà nó bạc cái xe nhiều khi nó lạng tay lái luôn anh chị. Nhưng mà mình chạy thì tương đối chậm á, khoảng chừng 5-60 thôi, không có chạy nhanh quá. Chạy nhanh quá là rất nguy hiểm. Gió lâu lâu nó giặt một cái một là bắt đầu là mình lạc tay lái. Giờ còn thêm khoảng mười mấy cây số nữa là mình tới biển Ba Động rồi anh chị. Đi nãy giờ gió quá, chạy giờ muốn khờ hết trơn. Nên là tụi em cũng dừng lại tí xíu để mình cũng uống ly cà phê cho nó tỉnh. Vào những tháng Giêng này anh chị, tháng Giêng tháng 2 thì những cái vùng biển là sóng gió dữ lắm. Nên là mình chạy là đường xa nó rất là mệt anh chị. Lâu lâu thì cuối tuần rảnh rỗi cái hai chồng cũng đi chỗ này chỗ kia chơi cho biết anh chị. Hình như là biển Ba Động hình như đây là mình đến, hình như là đợt đó chỉ có là chị Hạnh với anh Đăng dắt mình đi, chứ mình hồi nào giờ đâu có đi tới đây. Từ đây tới biển Ba Động còn bao nhiêu xa nữa em? 10 cây hả? À, nay ngoài chắc sóng gió dữ ha, đâu cho tắm hả? À, nước lớn hả? À, rồi cảm ơn em. À, tính ra nãy giờ mình đi cũng gần cả 8 mấy cây nữa ta, sáng giờ. 8 mấy cây số. Được không? Uống ly cà phê cho tỉnh gà. Đợt trước em qua thì đi dọc cái bãi biển ở ngoài đây thì nó cũng tựa như là biển ở dưới Bến Tre mình vậy anh chị. Đi ở cái đường mà đi ra biển là dọc hai bên người ta cũng có những cái vuông nuôi tôm, rồi nó cũng là cái rừng ngập mặn dạng như là cây đước, cây mắm rồi đó. Cũng tựa như ở Bến Tre mình vậy đó. Hả? Cũng có uống cà phê nha. Biển Ba Động bên đây thì người ta quy hoạch nó đẹp hơn chị. Thấy bờ kè rồi nó có như là cũng có chuỗi nhà hàng khách sạn. Rồi có các cái quán ăn người ta làm, có cái cầu bàn tay cũng đẹp lắm. Bây giờ thì hai vợ chồng em uống cà phê một xíu rồi bắt đầu em sẽ đi xuống biển Ba Động anh chị ha. Hôm nay thì ở ngoài đường là gió rất là nhiều, mình chưa biết đó là xuống đó thì biển như thế nào anh chị, cũng đi thử cho biết anh chị. Hôm nay thì lịch trình là chiếu là đi chơi thôi anh chị, nên là mình sẽ đi khám phá một số địa điểm ha. Thì hồi nãy đường vào trong biển Ba Động thì em thấy có để là cảng cá, quẹo phải vào trong đây là 2 km. Thì em cũng sẽ vào tham quan tí xíu nha. Các con đường vào ở trong biển Ba Động ở đây thì cũng tựa như là biển Thành Phú vậy đó anh chị. Cũng có những cái cây như là cũng rừng ngập mặn rồi đó. Con đường vào cảng cá thì 2 km. Thấy đường cũng hơi nhỏ nhỏ anh chị. Sẵn thì em cũng đi khám phá xem thử coi là cảng cá ở biển Ba Động như thế nào anh chị. Đây thì cũng các cái vuông người ta cũng chắc là cũng nuôi tôm rồi đây. Vào đây thì gió quá trời gió luôn á. Tháng này thì mình đi biển là đi vất vả lắm nha anh chị. Đi biển là sóng gió dữ lắm. Nếu mà đi biển mà những tháng tốt nhất là mình sẽ đi vào tháng 3. Tháng 3 thì biển nó im. Nghe mùi cá hả? À, đây ra tới rồi nè. Chắc là cảng cá là ở trong này. Gió qua trời. Trong video không biết là nghe nó có bị ồn hay không anh chị hả? Nhưng mà gió dữ lắm gió. Chạy vô luôn. À đây thì không biết là ở đây là cái gì luôn. Đi thử thôi. Hồi ví dụ như không được rồi thôi mình đi ra. Mình hỏi hỏi thử chắc vô được, chắc xe vô được. Xuống xe dẫn bộ, xuất trình giấy tờ. Vậy là đây là chắc mình không có vào tham quan được rồi. Anh ơi, cảng cá này có cho mình vô tham quan không anh? Có cho tham quan không chú? Tụi con vô tham quan cảng cá được không chú? Dạ dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ tại vì lần đầu tiên đến. Dạ là cảm ơn chú. Vì mình không biết thì mình hỏi thôi. À, thấy cái bảng để xuất trình giấy tờ thì có bảo vệ đồ thì mình hỏi thăm đại vậy đó anh chị. Nhiều khi là cũng sẽ vào được thôi. Đây là khu vực đậu các cái tàu cá của Trà Vinh. Tới đây nghe mùi cá, mùi khô rồi ha. À, đi giờ này thì có lẽ là không đúng cái giờ mà các ghe vô anh chị. Đa phần là các ghe đậu đây thôi mà chứ không có thấy cá gì hết á. Đây các cái ghe cá đậu, các ghe mà người ta đi đánh cá rồi đó anh chị. Cảng ở đây thì cũng tương đối nhỏ ha. Thôi leo lên. Đi chịu đi tham quan cho biết thôi anh chị. Trong đây như là vô cái bến này để người ta đậu, người ta chờ mình đi đánh cá, đi như là mình chờ mình để mình xuống cá rồi mình chuẩn bị ba cái thức ăn rồi thực phẩm rồi đó. Giá lưới. À. Em vào thì không có đúng lúc là người ta xuống cá anh chị. Thì chủ yếu thì cũng chia sẻ cho anh chị biết về cảng cá ở biển Ba Động, Trà Vinh ha. Khu vực này thì rất là nhiều cái vuông người ta cũng nuôi hải sản rồi đây anh chị. Trong đó là những cái cây mắm, cây đước rồi đó. Người ta giống như là những cái cây ngập mặn anh chị. rừng ngập mặn ha. Nhìn xa xa bắt đầu là mình sẽ thấy những cái điện gió ở đây. Vậy là sắp tới biển rồi. 5 cây nữa. 5 cây nữa tới biển rồi hả? Con đường này làm cũng rộng ghê á. Em đi con đường này là do là chị Google hướng dẫn em vào con đường này nè. Chứ đúng ra là mình đi thẳng xuống dưới thị xã Duyên Hải rồi mình quẹo trái ra là mình sẽ đi ngang cái mấy cái nhà máy mà nhiệt điện anh chị. Còn đi con đường này thì mình đi giống như là nó hơi đi tắt một tí xíu. Nhưng mà nhờ đi con đường này thì là mới biết được cái cảng cá của Trà Vinh á. 5 cây nữa tới biển Ba Động. Rất là xa anh chị. Đi từ Bến Tre qua đây là hơn 100 cây số. Thường ở vùng biển anh chị là người ta sẽ trồng những cái rẫy dưa hấu nè, rồi trồng củ sắn, trồng đậu phộng rất là nhiều anh chị. Nhưng mà ở bên đây thì thấy có lẽ là những cái khu đất đây người ta trồng nhiều hơn là hơn bên ở bên Bến Tre mình anh chị. Ở bên đây nữa nè, dài trồng là những cái hàng dương để mình giống như là để mình chắn bớt sóng gió rồi đó anh chị. Đây là đa phần là chắc người ta trồng dưa hấu là nhiều. Vùng biển thì mình chỉ có trồng được vậy thôi anh chị. Chứ mà trái cây rồi thì rất là khó trồng. Hoặc là mình trồng được cây sồi giống như ở dưới thành phố mình đó anh chị. Bên đây là rẫy củ sắn nè ha. Trời ơi xanh mướt luôn kìa. Xanh mướt luôn ha. Ừ, nhiều hơn ở bên Bến Tre mình ha. Bến Tre thì dạng như là người ta không có tập trung nhiều như vậy. Cũng trồng nhiều anh chị nhưng mà không có tập trung ha. À, này hả? Ớt hả? Ớt, cái này trồng ớt. Này là rẫy ớt. Này là ớt không à? Ta đang hái ớt à. Ớt hả chị? À, trồng ớt nhiều ghê anh chị. Đây thì thấy là bên đây là củ sắn nè anh chị. Rồi bên đây thì người ta trồng ớt ha. Này có hệ thống tưới nè, tưới tự động. Ớt trái nhìn vô là trái đỏ. Thấy đỏ không ha? À, đi đến đây thì em thấy có tượng Phật Mẹ Nam Hải rất là lớn anh chị, Bồ Tát Quan Thế Âm Đông Hải. Hôm nay thì em đi khám phá ở Trà Vinh tới biển Ba Động ha. Này là Quan Thế Âm Đông Hải. Đường này là mình vào hình như là thiền viện Trúc Lâm của Trà Vinh. Chuyến đi chơi hôm nay thì tụi em đi bằng xe gắn máy nên là tụi em sẽ đi khám phá một số địa điểm, như là thấy cũng có những cái địa điểm mà nó đẹp anh chị, thì em cũng sẽ chia sẻ cho anh chị biết ha. Đây là tượng Phật Mẹ Đông Hải. Đây là như là hướng ra biển anh chị ha. Tượng Phật rất là lớn anh chị. Thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Đông Hải. Thường ở các vùng biển là người ta sẽ thờ Mẹ Đông Hải, Mẹ Nam Hải, cũng như là hướng lúc nào hướng mắt cũng ra biển anh chị, để mà trong cũng như là mình nói là một người mẹ đang trong ngóng hay là để mà theo dõi, như là để mà bảo bọc cho những người con đi biển. Tượng Phật rất là lớn ha. đi xe gắn máy thì mình đi khám phá rất là đã anh chị. Gặp ở đâu mình cũng có thể tấp vào được hết á. Còn đi ô tô thì nó hơi bất tiện là những cái con đường nhỏ thì mình hơi khó vào tí xíu. Này là hướng nhìn ra biển á, là giống như là mẹ độ trong biển yên gió lặng á. À, nhờ hôm nay đi xe gắn máy mới được đi khám phá những cái địa điểm như vậy ha, chứ mà còn đi ô tô làm sao biết được những địa điểm này ha. Đúng rồi. Hình như bên trên cái này là như thiền viện Trúc Lâm luôn hay vậy á. À, cũng như là đây là khu vực của thiền viện Trúc Lâm ha. Đúng rồi. Đầu hồi cái mình cũng đi vòng ra ngoài thử coi sao ha. Đúng rồi. Đi tiếp ha. Ừ. Hôm nay đi chơi về thấy là cũng như là mình đi khám phá cũng được nhiều nơi ha. Đúng rồi. Đi xe gắn máy thì nó không uổng chuyến đi. Đi xe gắn máy thì nó rất là thoải mái vậy anh chị. Những cái con đường nhỏ, những cái hẻm rồi đó, mình có thể mình đi tới từng cái địa điểm, như là đi mình sẽ đi khám phá được rất là nhiều địa điểm. Chứ mà còn đi ô tô thì những con đường nhỏ thì mình hơi khó vào chị ha. Bây giờ tụi em sẽ tiếp tục đi khám phá ở Trà Vinh ha, cũng như là biển Ba Động anh chị ha. Đây giờ là mình đã ra tới biển luôn nè, nghe tiếng gió biển rồi đó. Những cái hàng dương này là để mình giảm bớt cái lượng gió đó anh chị. Nó thổi rồi đó ha. Bảo vệ các cái bờ biển, cái như là các bờ trong này. Ồ, qua đây thấy điện gió rồi nè. Còn bên đây là thiền viện Trúc Lâm, Trà Vinh. À, à, này là mình đi bộ vào. À, để anh cũng bước vào thử xem thử coi sao. Em cũng chia sẻ một tí địa điểm cho anh chị biết thôi ha, chứ mà còn em thì chắc là mình không có vào tham quan thiền viện Trúc Lâm của Trà Vinh. Rất là rộng lớn chị ha. Nhưng mà thấy cũng tương đối là vắng khách. Như tượng mẹ Đông Hải bên kia là cái cổng ở bên hông anh chị. Còn bên đây là cái cổng mặt trước nè. Rất là rộng. Ở đây thì mình đi ra là mình đi ra cái hướng biển. Ra đây thấy điện gió luôn rồi nè. À, các bãi biển đây thì bây giờ người ta cũng lấy những cái đá xanh đó, người ta kè lại anh chị, để mà cho nó chắn bớt sóng gió, chứ để mà sóng nó đánh là sạt bờ anh chị. Cái bờ kè ở đây chị thấy là người ta làm rất là đẹp ha. Cái hướng này đó là đi thẳng là cặp bãi biển hoài luôn anh chị. Nay sóng gió dữ lắm. Kè ba cái đá xanh á. Bờ kè quá trời đẹp luôn á. Đây là em đi cái hướng và thẳng lên á. Còn nếu mà mình chạy ngược lại là mình sẽ ra cái hướng biển Ba Động anh chị ha. Để hồi chạy thẳng lên trên rồi có gì vui không? Rồi có quán xá gì ở trên không? Ủa sao cái anh thấy cái điện gió bên đây là có cái cầu cảng đi ra là như là biển Ba Động đi cái hướng này luôn nè. Vậy là đi đúng đường rồi. À, nhìn cái hàng dương coi đã không nè. Đường rất là đẹp anh chị. Ờ, nước biển này lớn. Đó anh thấy có cái cầu cảng ở ngoài, điện gió bên ngoài á. Kìa có người, có xe trước kìa. Vậy là chắc đường này ra biển Ba Động rồi nè. Lần trước thì em đi với anh Đăng chị Hạnh, thì anh Đăng chị Hạnh đi ô tô, bởi nên là mình ngồi trên ô tô thì mình khó biết đường lắm anh chị. Chỉ có là mình đi xe gắn máy vậy nè, mình mới khám phá được cái nhiều nơi và mình cũng nhớ được những cái con đường luôn. Nước biển này quá lớn rồi, sóng quá trời luôn ha. À, Nhìn cái hàng dương bên trong là đẹp quá trời đẹp luôn nè anh chị. Ra đây là bắt đầu là đây là cặp bãi biển rồi anh chị. Cái đường này là em chạy lên đây là chưa có phải là biển Ba Động nha. Biển Ba Động là chạy xuống ngược, chiều ngược lại anh chị ha. Đây giờ dài thấy điện gió quá trời điện gió luôn nè. Anh chị thấy cái đường mà ven biển đây người ta làm đẹp quá trời đẹp luôn nè. Ở trong là cái hàng dương rất là đẹp anh chị. Các vùng biển hiện tại bây giờ đang sóng gió rất là lớn nên là người ta sẽ làm những cái bờ kè như vậy nè, cho nó chắc chắn để mình bảo vệ cái bờ biển ha. Chứ mà để mà mình làm không chắc chắn anh chị, thời gian là sóng đánh rồi nó sẽ sạt luôn cái bờ biển của mình. Ở đây bây giờ làm nguyên con đường rất là đẹp anh chị. Đây con đường anh chị thấy là nhìn quá đẹp luôn không. Đường tráng nhựa rất là ngon. Ở bên trong là hàng dương nè, có đèn thắp sáng đâu hết luôn nè ha. Ở bên Trà Vinh biển Ba Động người ta quy hoạch rất là đẹp. Trong đây thì anh chị thấy là khu đất cát á, nên là có những cây dương này thì lỡ mà ví dụ như có sóng gió thì nó cũng chắn bớt cát rất là nhiều, chắn gió rồi cũng rất là tốt anh chị. Đây khu này người ta vẫn còn đang làm nè ha. Đó, xa xa thì cũng có những cái điện gió ở đây, cũng có cây cầu đi ra tuốt ở ngoài đó, rất là đẹp anh chị. Biển ở đây thì anh chị thấy là biển phù sa thôi, nên là cát thì cát đen, đen thui. Mà sóng thì nó, anh chị thấy là nó cũng đen đen chứ nó cũng không có mà trong xanh như là các vùng biển khác ha. Đây là những cái cây này, cây vuông này anh chị thấy là nó ngã nè, ngã rất là nhiều. Nếu mà mình không có những cái bờ kè mà chắc chắn là rất là nguy hiểm cho các cái bờ biển ở đây ha. Bờ kè ở đây là mình đi thẳng tới là tới biển Ba Động luôn anh chị. Nhìn rất là đẹp ha. Ở bên biển Ba Động Trà Vinh người ta quy hoạch, người ta làm các cái bờ kè rất là chắc chắn và đèn thắp sáng đồ rất là đẹp anh chị. Thì từ từ thì mình sẽ làm những cái địa điểm tham quan du lịch ở đây nè, để cho người dân mình đến đây mình vui chơi, mình ngắm biển rồi anh chị ha, ăn hải sản rồi. Trống trơn luôn, quá đẹp ha. Trời ơi, coi cát kìa, cát bay kìa. Gió cát bay thổi quá trời luôn không. Đây người ta vẫn còn đang làm đây. Thấy có một số địa điểm là người ta sẽ lấy đá xanh, người ta sẽ như là người ta sẽ đắp cái đê á, để mà mình chắn sóng bớt. Cái này mình vừa làm một cái như là cái đường để mà mình, cái này thì mình vừa làm một cái như là để mình ngăn sóng gió, rồi cái nữa là để mình tham quan du lịch luôn anh chị, rất là hay ha. Người ta làm những cái ô á, những cái giống như cái bánh ú vậy đó. Cái bờ kè này rất là dài anh chị. À tới đây bắt đầu thấy có xe ô tô rồi nè. Cái này vậy là chưa, vậy là mình còn phải vòng vô nữa hả? Vòng vô hay vòng ra? Đúng không? Này mình vòng ra đây chứ. Vòng ra đây nè phải không? À đây người ta có làm những cái dù để mà mình tham quan. Như là mình cũng ngồi chơi rồi anh chị. Ăn uống rồi. Đây là bờ kè này mới đúng nè em. Rồi tới bờ kè rồi đây. được nè, mình đi được nè. Đi luôn cái bờ kè này ha. Giờ này em đến biển Ba Động là hơn 11 giờ trưa rồi anh chị. Rất là nắng, nhưng mà có gió thì nó mát mát được tí xíu. Nhưng mà cát dữ lắm nha. Cát từ nãy giờ nó văng vô mặt em luôn á. Hôm nay đi một cái chuyến đi chơi, đi khám phá rất là đã. Biết được rất là nhiều nơi anh chị. Có những cái địa điểm nó cũng hồi nào giờ em cũng chưa bao giờ đến, chưa biết. Như là thiền viện Trúc Lâm của Trà Vinh nè. Rồi mình đi cái dọc cái bờ kè này rất là đẹp. À, Tú ở trên đó ha. Thì mình đi dọc cái bờ kè thử coi đi tới không, tới thì mình vòng lại. Chủ yếu đi chơi mà, đi khám phá mà. Hả? À, bán hải sản dọc bãi biển này ha. Anh chị thấy cây cờ nè, gió nè. Gió ơi gió. Đang say mê. Này người ta đi dạo biển, đi tắm biển. Trời ơi, trong đây các cái dãy nhà coi nè, hư hết trơn. À, giờ hư hết trơn à. Biển quán cũng không có bán luôn. Đó, cây cầu ngoài đó đó ha. Đó. Rồi, rồi coi mấy cái nhà lá, người ta làm mấy cái nhà tre anh chị, bằng tre. À, đang làm, đang xây dựng lại. À, tới đây bắt đầu là rất là nhiều các quán ăn đây anh chị. Có khu vực để mình tắm nước ngọt, để mình tắm biển, mình tắm nước ngọt lại ha. Ôi, tới đây bắt đầu thấy sung túc rồi ha. À, sung túc rồi nè. À, nay chủ nhật cũng đông. À, quán xá đồ rất là nhiều anh chị. Vậy là đi dọc cái bờ kè là mình sẽ đi tới khu vực biển Ba Động đây luôn anh chị ha. Giờ này thì nước nó không có lên cao nên là người ta sẽ buôn bán ở dưới đây được luôn nè. À, còn lên tuốt trên nữa ha. Nhưng mà hôm trước là mình đi cái cầu đây nè, đi ra tới ngoài đó ha. Mà bữa nay là nước quá trời rồi, nước biển lên dữ lắm rồi. Bây giờ tụi em cũng mới vừa gửi xe để mình cũng đi xuống biển đi tham quan tí xíu chị ha. Đây là khu tham quan du lịch nghỉ dưỡng Ba Động. Hôm nay là ngày chủ nhật nên thấy là cái lượng khách cũng tương đối anh chị. Ở biển Ba Động thì như thế là người ta làm rất là nhiều các cái quán để mà mình phục vụ ăn uống đâu đó. Hôm trước đây có cái nhà hàng tiệc cưới ở Ba Động anh chị, mà hôm nay thì thấy là đóng cửa hết trơn rồi. Có thể là không có khách hay sao đó mà người ta đóng cửa hết trơn. Lúc trước đây là thấy nhà hàng đâu nè, thấy cũng sung túc lắm á, mà sau nay thấy tối thui rồi. Thấy đóng cửa luôn. Đóng cửa luôn rồi. Đây là khu vực các cái quán ăn đây anh chị. Quán ăn, khu tắm nước ngọt. À, biển bây giờ thì đang nắng chang chang. À, nhà hàng tiệc cưới Ba Động. Mà thấy giờ này thì thấy cũng đóng cửa hết trơn anh chị. À, đóng cửa rồi ha. Đây thì mình còn xe gắn máy, mình đi cái bờ kè đi dọc xuống dưới nữa. Hồi chút xíu mình đi khám phá dưới luôn. Đi dài dưới cho biết. Ủa anh nhớ lúc trước hình như đây là trên đây có mấy cái chòi để mà bán đồ ăn đâu mà ta. Bây giờ nhiều khi gió quá với lại người ta không cho bán lề đường, cho ở bên trong người ta bán. Nè thì có mấy cái chòi bên đây. Ok, mình nhớ bên đây cũng có nè ha. Đúng rồi. Còn hôm trước hình như là cái mình đi khu vực mà bàn tay là tuốt dưới kia. Tuốt dưới kia nữa, bữa hổm mình nhớ là đi ô tô cái mình đi vô đó rồi mình mới vòng lên đây á, hiểu không? Đúng rồi. Nó có hai hướng đi ha. Nó có hai địa điểm. Lúc trước đó là lúc mà biển nước chưa có lên cao vậy là người ta sẽ bán dài đây hải sản đâu, người ta bán nhiều lắm, như là những cái ghe hải sản của những người ngư dân á, thì người ta đánh cá vô người ta bán ở đây luôn. Rồi người dân mình có thể là mình mua để mà mình nhờ ở các quán luộc để mình thưởng thức hải sản luôn. Các vùng biển ở Bến Tre và Trà Vinh đồ thì mình vẫn tắm được nha, nhưng mà đa phần là người dân mình đi ngắm biển là nhiều, đi cho có không khí biển thôi, cho có cái như là hứng gió biển anh chị. Chứ mà còn nước biển thì biển phù sa nên nhìn nó rất là đen. Lúc trước đây là mình sẽ đi ra tuốt ở ngoài kia luôn anh chị, mà nay nước đang lên này. Cũng đông các bạn tắm. Gió quá trời gió. Người dân đa phần mình đến biển thì chỉ là mình cũng đi dọc nước tí xíu thôi anh chị. Mình đâu có tắm như là các bãi biển, như là các trắng, như là các miền trên Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc rồi ha. Nhưng mà thấy khách đến tham quan ở các vùng biển cũng rất là đông anh chị. Nhưng mà biển Ba Động chị thấy là người ta quy hoạch, người ta làm là rất là đẹp. Mấy đứa nhỏ tắm biển nè. Này thì sóng dữ lắm anh chị. Nước đang lớn nữa. Bãi biển đây thì mình nhìn xa xa thấy rất là nhiều cái điện gió anh chị. Ta làm tuốt ngoài biển luôn á. người ta vẫn có tắm biển được nè ha. Ở trong thì có những cái chòi để mình có thể là mình ăn uống nhẹ nhẹ anh chị, hải sản nào cũng có. Hôm nay thì tiếc cái là không có những cái ghe người ta ghe lưới người ta đánh bắt á, người ta đem vào đây người ta bán. Hôm nay thấy thì cũng ít khách thôi chứ cũng không có đông lắm anh chị. Có thể là do bãi biển sóng gió quá nên người ta ít đi tham quan. Anh chị thấy gió khủng khiếp luôn nè, tóc em coi nè, bye bye luôn. Giờ này là 11 giờ mấy rồi, 12 giờ trưa anh chị. Nhưng mà thấy cái lượng khách đi đến biển Ba Động cũng rất là đông vui nha. Thì các cái biển ở như là Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh đồ thì biển là dạng như là biển phù sa anh chị. Cát đen thì người dân mình đa phần là mình đến để mình đi hứng một tí gió biển anh chị, rồi mình cũng dọc nước, nhưng mà thật sự là cũng tắm được nha. Nhưng mà thấy nhiều khi cát đen quá thì nhiều khi các anh chị nhiều khi mình cũng sợ dơ, chứ thật sự là các bãi biển ở đây thì mình cũng nói là sạch thì mấy anh chị nhiều khi mấy anh chị nói đen quá vậy mà nói sạch cái gì. Nhưng mà thật sự là các bãi biển mình đây còn đang rất là hoang sơ nên là nó sẽ không bị ô nhiễm nhiều anh chị. Nó sẽ nhìn nó sẽ hoang sơ rồi thì nó đẹp và nó sạch hơn ha. Nhưng mà hôm nay đến đây gió quá, trong video em ghi hình thì có thể là tiếng gió hơi ù một tí xíu nha, anh chị cũng thông cảm ha. Khu vực bãi biển anh chị thấy là bây giờ là cũng có khách rất là nhiều. Đây là cái bờ kè mình đi dọc dọc cái bãi biển biển Ba Động đây anh chị ha. Còn khu vực ở phía trên là các cái địa điểm ăn uống nằm ở phía trên nữa. Cái điện thoại, cái máy quay em là bây giờ là cầm không chắc là lố quớ là bay luôn anh chị. Sao rồi, sao thấy đã chưa, nắng không? Nắng rồi về tốn tiền dưỡng da lại nè. Nhưng mà lâu lâu thì mình cũng đi thử cho biết những cái vùng biển phù sa ở như là ở các tỉnh miền Tây xem như thế nào vậy ha. Thật sự thì bãi biển Ba Động bên đây là người ta quy hoạch, người ta làm các cái bờ kè rất là đẹp. Còn ở bên Bến Tre mình thì cái bờ kè hiện tại bây giờ mình cũng làm các cái bờ kè để mà mình chắn sóng cũng đẹp anh chị. Bên đó thì cũng có nhiều cái quán ăn, nhưng mà bên Bến Tre mình thì hải sản nó sẽ rẻ hơn xíu. Thường du khách đến biển Cồn Bẩn thì người ta cũng đi dạo biển rồi cũng đi ăn tí hải sản vậy đó anh chị, đi hứng gió biển. Bây giờ thì tụi em chắc mình sẽ vào lấy xe máy, bắt đầu mình sẽ đi khám phá tiếp anh chị. Ở bãi biển thì hôm nay thì cũng có người tắm cũng đông vui anh chị. Có dịp thì mình cũng thử về khám phá các vùng biển phù sa ở các tỉnh miền Tây đây ha, như là Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang anh chị, đi cho biết. À vậy ha, em lấy xe ha. Ở đây thì mình cũng có làm những cái nơi lưu trú về anh chị, nhưng mà thấy hiện tại bây giờ thấy cũng vắng khách quá trời luôn nè. Con đường đê đây là mình chạy thẳng xuống tuốt ở dưới ngay cây cầu, ngay chỗ cây cầu điện gió dưới đó luôn đó anh chị. Bungalow Ba Động vắng que. Ở đây thì cũng có những cái chòi đây để có thể là người ta cũng bán thức uống, thức ăn rồi đó anh chị. Đúng rồi, đây bán cà phê đâu nè, cà phê có võng rồi mình ngồi đặng mình hóng gió biển. Có quán ăn nữa, hải sản tươi sống. Cái bờ kè này dài, khủng khiếp dài luôn anh chị, cặp nguyên cái bờ biển ha. Điện gió kìa. Quán hải sản Dì Vân. Ở các vùng biển đây thì người ta làm nó cũng đơn sơ thôi anh chị, chứ mà cũng không có mà làm quá chắc chắn ha. Những cái chòi bằng tre, bằng lá này thì thời gian thôi, thời gian là gió thổi là nó cũng sẽ hư rồi anh chị. Nhà bịch nguyên hư. À, đây những cái chòi lá, anh chị thấy gió khủng khiếp lắm. Dưới đây thì các cái điểm như là ăn uống đồ nhiều hơn nè. Cầu đi ra tuốt ở ngoài cái điện gió luôn ha. Không, dữ lắm cho đi bộ. Ở dưới cái gầm cầu người ta làm những cái ghế Khu vực ở đây thì cây cầu này nó như là không có cho đi qua, người ta đóng cửa rồi anh chị. Bên đây thì các địa điểm ăn uống đồ thì nó nhiều hơn. Cây cầu bằng tay đây hả? Đây thì các quán xá đồ thì nhiều hơn nên chị. Khu ẩm thực 84. Đó, đây là cây cầu để mình đi ra ngoài điện gió ha, nhưng mà người ta đâu có cho mình đi ra đâu. Đây là quán ăn đồ thì nhiều hơn. Quán này có hình cây cầu bằng tay kìa, cũng đẹp ha. Đây người ta tận dụng cái dưới gầm cầu đây nè, người ta cũng trải những cái ghế, người ta làm những cái ghế bàn đó để mình ngồi uống nước, ăn hải sản nữa anh chị. Các quán này vắng quá ha. Thấy cái đường đê còn chạy xuống tuốt dưới nữa đó. Chạy luôn thử thôi. Ẩm thực 84. Vắng khách quá trời luôn. Thấy cây cầu bằng tay không? Thấy rồi, nè anh thấy rồi. Đây cũng nhiều các quán ăn nè ha. Cà phê võng, quán ăn. Đây thì người ta làm cột bê tông rồi, nó chắc chắn hơn tí xíu. Câu cá. Con đường đê này thấy là rất là dài anh chị. Hơn mười mấy cây á mà, mười mấy cây số bờ biển. Còn xuống tút dưới kia nữa. Bãi biển Ba Động ở Trà Vinh chị thấy là người ta quy hoạch đồ nó rất là chắc chắn và rất là đẹp ha. Các cái bờ kè ở đây người ta làm rất là kiên cố. Sóng đánh rồi nó cũng không có bị sạt lở. Còn dài tuốt rất là xa anh chị.